đảo ghép hay còn gọi là tour bốn đảo đã hình thành và phát triển từ những năm 1990. Đây là một trong những sản phẩm rất đặc trưng, bởi qua khảo sát, gần như 90% du khách đến Nha Trang Khánh Hòa đều chọn đi tour này. Nhiều năm liền, do cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp, giá tour bị đẩy xuống quá thấp. Giá bán đến thời điểm cuối tháng 11 năm 2018, giá tour bốn đảo bằng tàu gỗ là 150.000 đến 200.000 đồng một khách bán tại khách sạn hoặc các bàn bán tour. Nhưng thực chất các công ty tổ chức tour chỉ thu về khoảng 100.000 đồng, thậm chí chỉ 80.000 đến 90.000 đồng một khách. Giá giảm buộc các dịch vụ đi kèm phải lược bớt, chất lượng giảm theo. Thay vì đi tham quan 3 đến 4 đảo, du khách chỉ được đi loanh quanh 1 đến 2 đảo. Để tồn tại, nhiều doanh nghiệp phải chấp nhận bù lỗ. Không thể kéo dài mãi tình trạng này, 10 doanh nghiệp đã ký cam kết thống nhất giải pháp nâng cao chất lượng tour đảo ghép, trong đó trọng tâm là đưa ra các mức giá hợp lý. 10 đơn vị phải bắt buộc nâng giá là trên giá là 250.000 đồng để mà chia sẻ bù lại những cái chi phí. Còn nếu mà giữ giá cũ thì không thể nào mà công ty tồn tại được. Mình cũng mong muốn là anh em cùng nhau bắt tay để mà nâng giá, nâng cao chất lượng dịch vụ biển tham quan biển Nha Trang năm 2019 sẽ là vì cái năm này cực kỳ quan trọng. Thứ nhất là tháng 5 là festival biển, thứ hai nữa là tổ chức du lịch quốc gia tại Khánh Hòa. Đấy thì mình thật sự cũng mong muốn cho cái biển đảo mình nó chất lượng và nó đa dạng. Tôi hy vọng rằng những đối thủ cạnh tranh với công ty tôi cũng giống như tôi, luôn luôn phát huy được cái chăm sóc khách hàng thật tốt, không đi ngõ đen để phá giá với nhau, không có nói chung là phương hại với nhau bằng những cái ngõ ngách. Cạnh tranh là cạnh tranh về dịch vụ chứ không phải là cạnh tranh về giá. Theo cam kết của các doanh nghiệp kinh doanh tour đảo, chính thức từ ngày mai 1 tháng 3, mức giá công bố tour đảo từ 250.000 đến 450.000 đồng một khách, tùy phương tiện tàu gỗ hay cano. Giá tour đảo kèm dịch vụ lặn đi bộ dưới đáy biển từ 750.000 đến 1.250.000 đồng một khách. Giá tour bán qua các đại lý sẽ thấp hơn từ 50.000 đồng đến vài trăm ngàn đồng, tùy chương trình tour. Ngoài thống nhất về mức giá, các doanh nghiệp cam kết thống nhất không bán khuyến mãi, phá giá để tranh giành khách, kinh doanh không lành mạnh, chấp nhận chế tài phạt vi phạm nội bộ từ 3 đến 10 triệu đồng, tùy số lần vi phạm. Cùng đưa ra các giải pháp và cùng tuân thủ những ràng buộc, các doanh nghiệp cũng rất cần sự theo dõi, quản lý chặt chẽ của các cơ quan quản lý nhà nước để đảm bảo sự công bằng trong kinh doanh giữa doanh nghiệp chấp hành đúng pháp luật với những trường hợp vi phạm. Khi mà mình đưa ra được kinh doanh thì mình phải có nghĩa vụ đóng thuế. Và cái vấn đề này là một cái là tạo cho cái sự công bằng cho các công ty. Anh làm ra sản phẩm thì anh phải tuân thủ theo cái luật pháp. Và chính từ cái chỗ này thì nó mới đưa cái ngành du lịch đi lên, cũng như là về cái sự phát triển xã hội của Khánh Hòa. Khi mà anh đã đưa lên một cái giá cao như thế thì anh phải chuyển hướng cạnh tranh. Cái sự cạnh tranh không lành mạnh bây giờ nó không còn nữa, thì anh phải chuyển qua là cái chất lượng phục vụ và cái ăn uống cho khách, thì tất cả những cái chất lượng nó đi lên thì nó sẽ lôi kéo được cái nguồn khách trở về đến với là Nha Trang. Sau bước ký cam kết, sắp tới các doanh nghiệp sẽ xây dựng và đưa ra bộ quy chế và quy chuẩn chất lượng cho loại hình tour đảo ghép. Việc 10 doanh nghiệp bước đầu tìm được tiếng nói chung, hứa hẹn những chuyển biến trong cục diện môi trường kinh doanh, loại hình tour đảo, cải thiện chương trình tour để phục vụ du khách tốt hơn. Tuy nhiên, sự chủ động của các doanh nghiệp tham gia cam kết thôi chưa đủ. Để tour đảo trên có sức hút với du khách, cần có sự thay đổi mạnh mẽ hơn về sản phẩm du lịch, về chất lượng phục vụ ở từng điểm đảo trên vịnh Nha Trang.